Chương trình VTV1 chủ nhật mùng 1 tháng 6 năm 2008, 5 giờ 35 thể dục buổi sáng, 5 giờ 55 văn bản pháp luật, 6 giờ chào buổi sáng, 7 giờ 5 báo chí toàn cảnh, 7 giờ 30 công nghệ đời sống, đồ chơi thông minh, 8 giờ giai điệu tháng, nhóm Out Music, 8 giờ 30 tạp chí kinh tế cuối tuần, 9 giờ thời sự, 9 giờ 30 toàn cảnh thế giới, 10 giờ truyền hình trực tiếp, vệ tinh Vinasat 1 chính thức đi vào hoạt động. 11 giờ ký sự những nẻo đường, Sài Gòn du ký tập 18. 11 giờ 30 vì người nghèo, người cao tuổi và vấn đề bảo trợ xã hội. 12 giờ thời sự,